Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Thanh Hà, Tú Anh, Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba, mùng 2 tháng 6 năm 2020. Bạo động tiếp tục lan rộng tại Mỹ sau vụ một người Mỹ gốc châu Phi bị chết do cảnh sát mạnh tay. Tổng thống Donald Trump dọa huy động quân đội dập tắt các hành động bạo lực. Lãnh đạo chính quyền Hồng Kông chỉ trích Hoa Kỳ có thái độ bên trọng bên khinh đối với các vụ biểu tình bạo động. Pháp chính thức bước vào giai đoạn 2 hậu phong tỏa, sinh hoạt trở lại gần như bình thường. Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ dùng oanh tạc cơ B-1 để trị Trung Quốc ở Biển Đông. Theo dòng thời sự, phải chăng tìm vaccine phòng ngừa COVID-19 là một sứ mệnh bất khả? Kính thưa quý vị, trong buổi phát biểu trực tiếp từ Nhà Trắng ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump cam kết tái lập trật tự bằng mọi giá, đe dọa huy động quân đội dập tắt các hành động bạo lực. Lời lẽ cứng rắn của chủ nhân Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh bạo động tiếp tục lan rộng khắp nước Mỹ sau vụ George Floyd, một người Mỹ gốc châu Phi chết ngạt vì bị một cảnh sát da trắng kẹp cổ. Kết quả xét nghiệm tử thi đưa ra ngày hôm qua cũng xác nhận George Floyd chết vì ngạt thở khiến tim ngừng đập. Việc không nhanh chóng truy tố và bắt giữ sớm Derek Chauvin, viên cảnh sát có hành động mạnh tay, đã làm bùng lên làn sóng phản đối tại ít nhất 140 thành phố. Chính quyền nhiều bang, địa phương phải triển hạn thêm lệnh giới nghiêm cho đến ngày thứ ba hôm nay. Trong bài phát biểu từ Nhà Trắng lúc 22:30 hôm qua, Tổng thống Mỹ ví các vụ bạo động hôm Chủ nhật 31 tháng 5 tại thủ đô Washington là một sự hổ thẹn, một hành động khủng bố trong nước. Từ New York, thông tín viên Lubna Anaki cho biết thêm. Alors que la foule de manifestants devant la Maison Blanche était dispersée à coups de gaz lacrymogène, Donald Trump. Vào lúc đám đông biểu tình trước cửa Nhà Trắng bị giải tán bằng khí hơi cay, Donald Trump cam kết tái lập trật tự bằng mọi cách. Để làm được điều này, ông nhắc đến đạo luật chống nổi dậy cho phép Tổng thống huy động quân đội. Donald Trump nói, hôm nay tôi ra lệnh cho mỗi thống đốc triển khai quân số cảnh vệ quốc gia đủ để kiểm soát đường phố. Nếu như một thành phố hay một bang nào từ chối hành động một cách đúng đắn để bảo vệ công dân của mình, thì tôi sẽ cho điều quân đội Mỹ đến để xử lý vấn đề. Luật chống nổi loạn được áp dụng gần đây nhất là vào năm 1992 khi xảy ra các vụ bạo động sau cái chết của Rodney King. Quân đội Mỹ đã được triển khai theo yêu cầu của thống đốc bang California. Thế nhưng hiện tại, chưa có một thống đốc bang nào đưa ra một đề nghị tương tự để đối phó với các vụ bạo động trong những ngày vừa qua. Những cuộc bạo động mà theo Tổng thống Trump là do những kẻ vô chính phủ và những đám đông hung hãn gây nên, ông nói. Đấy chẳng phải là những cuộc biểu tình ôn hòa, đó là hành động khủng bố trong nước. Tôi muốn những tổ chức này phải biết rằng họ có nguy cơ bị truy tố và lãnh án tù rất nặng. Trở lại với các vụ bạo động tối thứ Hai mùng 1 tháng 6, trước cửa Nhà Trắng, Donald Trump cảnh báo chính quyền đã có lệnh buộc phải tuân thủ giới nghiêm một cách nghiêm ngặt. Ngay sau bài phát biểu của chủ nhân Nhà Trắng, ứng viên tranh cử tổng thống của đảng Dân Chủ ông Joe Biden lên án Tổng thống Donald Trump sử dụng quân đội để chống lại người dân Mỹ. Về châu Á, hôm nay lãnh đạo chính quyền Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga chỉ trích Hoa Kỳ có thái độ bên trọng bên khinh đối với các vụ biểu tình bạo động. Bà còn cảnh báo là những hạn chế của Washington đối với Hồng Kông sẽ gây phương hại cho lợi ích của chính nước Mỹ. Thanh Phương lược thuật. Vào năm ngoái, đã nổ ra phong trào biểu tình phản kháng lớn nhất kể từ khi cựu thuộc địa Anh Quốc được trao trả lại cho Trung Quốc năm 1997. Các cuộc biểu tình này kéo dài suốt từ tháng 6 cho đến tháng 12 đã dẫn đến nhiều vụ xung đột dữ dội giữa những thành phần cực đoan với cảnh sát Hồng Kông. Và lúc đó, Hoa Kỳ đã chỉ trích nặng nề cách đối phó của chính quyền Hồng Kông với phong trào dân chủ. Vào tuần trước, Tổng thống Donald Trump cũng đã thông báo sẽ chấm dứt các ưu đãi thương mại dành cho Hồng Kông, bởi vì theo ông, vùng lãnh thổ này đã mất quyền tự trị với việc Bắc Kinh áp đặt một đạo luật an ninh quốc gia lên đặc khu. Theo hãng tin AFP, hôm nay đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã đáp trả bằng cách lên án cách đối phó của chính quyền Trump với các cuộc biểu tình bạo động phản đối bạo lực cảnh sát sau cái chết của một người Mỹ da đen. Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga tuyên bố với các phóng viên, chúng ta thấy rõ là trong những tuần qua Hoa Kỳ đã có một thái độ bên trọng bên khinh.
chính quyền Trung Quốc và chính quyền Hồng Kông đã không bỏ lỡ cơ hội xảy ra các vụ biểu tình bạo động ở Hoa Kỳ để biện minh cho việc đàn áp phong trào dân chủ ở Hồng Kông, cũng như biện minh cho việc thông qua đạo luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông. Trong cuộc họp báo hôm nay, đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga lưu ý rằng trong suốt 23 năm, Hồng Kông đã không thể thông qua đạo luật này, cho nên Bắc Kinh mới phải áp đặt như vậy. Bà tuyên bố, không gì có thể biện minh cho việc một chính quyền nước khác áp đặt các trừng phạt đối với Hồng Kông để đáp lại một tiến trình hoàn toàn hợp pháp của chính phủ trung ương. Đặc khu trưởng Hồng Kông khẳng định khi đe dọa hạn chế các ưu đãi thương mại cho Hồng Kông, chính quyền Trump gây phương hại cho các lợi ích của ngay chính Hoa Kỳ. Bà lưu ý là hiện có đến 1.300 công ty Mỹ đang hoạt động ở Hồng Kông và các công ty này tạo ra một thặng dư thương mại cho Mỹ nhiều hơn bất cứ vùng lãnh thổ nào khác. Trong bối cảnh căng thẳng như vậy, lần đầu tiên từ 30 năm qua, vì lý do có dịch COVID-19, cảnh sát Hồng Kông hôm qua thông báo sẽ không cho phép tổ chức đêm canh thức để tưởng niệm các nạn nhân của vụ thảm sát Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989. Về thời sự Đông Nam Á, do dịch bệnh, Malaysia áp dụng lệnh phong tỏa từ ngày 18 tháng 3 năm nay. Hình ảnh những lao động di dân sống trong cảnh chung đụng lộn xộn đang khơi dậy sự oán thù. Sau một loạt các vụ bắt giữ ồ ạt, các trại tập trung ngày càng trở nên quá tải và ba trong số này đã trở thành ổ dịch. Chính quyền Malaysia bắt đầu lập kế hoạch trục xuất những lao động di dân này về nguyên quán và yêu cầu sự trợ giúp của các nước có liên quan. Từ Kuala Lumpur, thông tín viên Gabriel Marichaux giải thích. Aidez-nous à expulser les travailleurs sans papiers venant de vos pays. Voici le message. Hãy giúp chúng tôi trả những lao động không giấy tờ về nước các bạn. Lời nhắn này đã được Malaysia gửi đến nhiều nước Đông Nam Á vào lúc biên giới còn bị đóng cửa, dịch bệnh vẫn chưa kiểm soát được và có ba trại tập trung đã trở thành những ổ dịch, thì Malaysia nhất mực duy trì chính sách trấn áp. Từ một tháng nay, gần 2.000 lao động di dân đã bị bắt và gần 400 người bị phát hiện dương tính với virus corona chủng mới. Nhưng ngay từ tuần này, một số người đã bị trục xuất về nước. Khoảng 4.800 người Indonesia sẽ bắt đầu ra về với điều kiện là số người này sẽ xét nghiệm âm tính với COVID-19 như tuyên bố của Jakarta. Tiếp theo là di dân xứ Nepal và Bangladesh với sự hợp tác của các nước sở tại. Những quốc gia khác hiện vẫn chưa cho biết lập trường, nhất là tình hình ở Miến Điện có nguy cơ gây ra vấn đề do một tiền lệ. Theo khẳng định của một nhà ngoại giao Miến Điện, để giải phóng chỗ cho các trung tâm ở Malaysia, vào trung tuần tháng 5, 400 di dân đã bị trả về Rangoon. 5 người trong số này phát hiện dương tính với virus corona ngay khi về nước. Gabriel Marichaux, Kuala Lumpur, RFI. Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19, sau châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ, giờ đến Nam Mỹ trở thành tâm dịch COVID-19, với gần 30.000 người chết ở Brazil và hơn 10.000 ca tử vong ở Mexico, dịch COVID-19 có nguy cơ làm sụp đổ các hệ thống bệnh viện ở châu Mỹ Latin. Hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới thông báo là 4 quốc gia châu Mỹ Latin, Brazil, Peru, Chile và Mexico nằm trong số 10 nước ghi nhận số ca nhiễm mới nhiều nhất trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Theo nhận định của ông Michael Ryan, giám đốc đặc trách các vấn đề khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới, tình hình tại nhiều nước châu Mỹ Latin còn lâu mới ổn định. Ông Ryan cho biết số ca nhiễm virus corona đang tăng nhanh và các hệ thống y tế tại những nước trong vùng đang chịu áp lực rất nặng. Theo hãng tin AFP, tại Brazil, quốc gia có 210 triệu dân, nơi mà số ca tử vong đã lên đến gần 30.000, các biện pháp phong tỏa hoặc dỡ bỏ phong tỏa được tiến hành không đồng bộ giữa các bang hay các thành phố. Tổng thống Jair Bolsonaro thì vẫn liên tục kêu gọi bãi bỏ các hạn chế để cho nền kinh tế Brazil nhanh chóng phục hồi. Tại Mexico, số người chết vì COVID-19 đã vượt hơn 10.000 và lúc mà nước này cũng bắt đầu khởi động lại các hoạt động kinh tế. Peru hôm qua cũng đã vượt qua ngưỡng 170.000 ca nhiễm và 4.600 ca tử vong, khiến hệ thống y tế của quốc gia 33 triệu dân này đang bên bờ sụp đổ. Đặc biệt do tình trạng khan hiếm oxy, một số bệnh viện yêu cầu gia đình bệnh nhân tự đem bình dưỡng khí đến. Còn tại Hoa Kỳ, số ca tử vong vì dịch COVID-19 vẫn cao nhất thế giới hiện nay, bỏ xa các nước khác. Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins hôm qua, đã có thêm 743 người chết trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca tử vong lên thành 105.099 người. Tổng số ca nhiễm virus corona cũng đã vượt qua ngưỡng 1.800.000 người.
Nhìn sang châu Âu, kể từ hôm nay nước Pháp chính thức bước vào giai đoạn 2 của kế hoạch nới lỏng phong tỏa. Nhiều hạn chế ban hành nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan đã được gỡ bỏ. Tuy nhiên, các sinh hoạt chưa hoàn toàn trở lại bình thường, Trọng Nghĩa cho biết cụ thể. Biện pháp đáng chú ý nhất là việc bãi bỏ lệnh cấm đi ra khỏi phạm vi 100 cây số quanh nơi ở. Đây là quyết định được mong đợi nhiều nhất, đặc biệt nơi cư dân các thành phố lớn rất muốn rời các đô thị chật hẹp để tìm đến những khu vực thoáng đãng, hay là nơi các gia đình muốn gặp lại nhau sau hơn 2 tháng bị xa cách. Ngoài việc mở lại các công viên và không gian xanh trên toàn quốc từ ngày 30 tháng 5, kể từ hôm nay, các bãi biển, viện bảo tàng, danh lam thắng cảnh, thậm chí nhà hát sẽ có thể mở cửa trở lại, với điều kiện là phải tôn trọng các quy tắc nhất định về giãn cách xã hội hoặc đeo khẩu trang. Các quán cà phê, quán bar, nhà hàng Pháp sau hơn 2 tháng phải đóng cửa chống dịch đã tích cực chuẩn bị từ vài ngày nay để mở cửa đón khách trở lại. Tuy nhiên, các sinh hoạt chỉ mới gần như trở lại bình thường do việc dịch bệnh vẫn còn bị đánh giá là đáng ngại ở vùng Paris và ngoại ô gần Île-de-France, mới chỉ được đèn vàng chứ chưa được đèn xanh trong việc nới lỏng các biện pháp phong tỏa. Ví dụ rõ nhất là việc mở cửa nhà hàng hay quán cà phê. Tại Paris và vùng phụ cận, chỉ có hàng quán nào có chỗ phục vụ ngoài trời, trên vỉa hè hay trong sân, trong vườn mới được mở cửa để phục vụ khách, tuyệt đối không được đón khách trong nhà. Trên các phương tiện chuyên chở công cộng như metro, xe bus, xe điện cũng vậy. Tại Paris, trong những giờ cao điểm vào buổi sáng hay buổi chiều, các phương tiện này được dành riêng cho các công nhân viên phải đi làm và mỗi người đều phải mang theo giấy chứng nhận của cơ quan. Cũng tại châu Âu, Thụy Điển là quốc gia hiếm hoi không dùng đến biện pháp phong tỏa để chống dịch COVID-19. Cho đến gần đây, chủ trương này của chính phủ được đa số tán đồng và tạo được đồng thuận quốc gia. Thế nhưng số ca tử vong ngày càng cao đã phá vỡ sự đồng thuận này, buộc Thủ tướng Stefan Löfven vào hôm qua phải cho thành lập một ủy ban điều tra về cách xử lý khủng hoảng y tế của chính quyền. Từ Stockholm, thông tin viên Frederic Fo tường thuật. Stéphane Löfven avait évoqué une commission d'enquête à la fin de l'épidémie pour ne pas interférer. Thủ tướng Stéphane Löfven đã gợi lên ý kiến lập một ủy ban điều tra vào cuối nạn dịch để không ảnh hưởng đến công cuộc chống dịch hiện hành. Tuy nhiên, ông đã phải nhượng bộ trước sức ép của đối lập cả tả lẫn hữu. Từ nhiều tuần lễ nay, quan điểm đồng thuận quốc gia trong cuộc chiến chống virus corona đã rạn nứt. Người Thụy Điển bắt đầu xuống đường phản đối. Các thăm dò dư luận cho kết quả không thuận lợi cho chính phủ. Giờ đây, đến lượt các đảng phái chính trị phản đối. Ngay từ mùa hè này, ủy ban được thành lập sẽ phân tích cách xử lý khủng hoảng của chính quyền. Đã có những thành công như các trường học vẫn mở cửa và kinh tế được bảo vệ. Thế nhưng, cũng có mặt thất bại, nổi cộm là tỷ lệ tử vong vì COVID-19 không ngừng tăng cao và đã vượt mức của Pháp. Một trong những lý do của tình trạng tử vong cao có thể là quyết định không phong tỏa dân chúng, nhưng cũng có vấn đề sai sót trong việc chăm sóc người già, thường bị chết trong các nhà dưỡng lão mà không được nhận vào bệnh viện. Còn tại Trung Đông, dịch COVID-19 có chiều hướng tái phát tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Kể từ hôm nay, trong vòng một tuần, mọi di chuyển đến và đi khỏi thủ đô các tiểu vương quốc vùng vịnh bị cấm. Quyết định được Ủy ban Tình trạng Khẩn cấp và Xử lý Khủng hoảng của Abu Dhabi đưa ra hôm Chủ nhật vừa qua, sau khi số lượng ca dương tính với virus corona chủng mới liên tục tăng. Tính cho đến nay, đã có hơn 34.500 người nhiễm virus và 264 người chết vì COVID-19 tại quốc gia này. Thông tin viên Nicolas Kerotren tường trình từ Dubai. L'interdiction des déplacements à destination et en provenance de l'émirat d'Abu Dhabi et de ses régions est une surprise. Việc cấm mọi di chuyển đến và đi từ tiểu vương quốc Abu Dhabi và các vùng Abu Dhabi, Al Hafrat và Al Ain của tiểu vương quốc đã gây bất ngờ với cư dân của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nói chung. Từ nhiều tuần nay, trên thực tế, các biện pháp giới hạn di chuyển đã được giảm bớt tại liên hiệp của 7 tiểu vương quốc vùng vịnh. Tại thủ đô Abu Dhabi, các trung tâm thương mại, hiệu ăn và kể cả các viện bảo tàng cũng đã được cho phép mở cửa trở lại với điều kiện tôn trọng một số quy định. Tuy nhiên, số lượng ca dương tính với virus COVID-19 tiếp tục gia tăng không ngừng. Hôm thứ Hai vừa qua, chính quyền tiểu vương quốc thông báo đã có thêm 661 ca lây nhiễm mới và thêm 2 người chết.
việc cấm di chuyển như vậy nhằm hạn chế đà lây lan COVID-19 trên toàn vương quốc Abu Dhabi. Lệnh này cũng liên quan đến mọi dân cư, kể cả các cư dân của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tuy nhiên, lệnh cấm này không áp dụng với các nhân viên thuộc những lĩnh vực được coi là sống còn, cũng như những người mắc bệnh mãn tính hiện đang phải điều trị tại các bệnh viện ở thủ đô Abu Dhabi. Nicolas Caudrin, Dubai, RFI. Sau đây là các phần tin khác. 3 ngày sau khi Mỹ tuyên bố cắt đứt quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới, Bắc Kinh vào hôm qua đã lên tiếng tố cáo Mỹ là ích kỷ, trốn tránh trách nhiệm, phá hoại hợp tác quốc tế chống bệnh dịch. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên còn đảm bảo là Bắc Kinh sẽ đóng vai trò một nước lớn có trách nhiệm và sẽ hỗ trợ Tổ chức Y tế Thế giới trong công cuộc chống virus. Trung Quốc cũng đồng thời kêu gọi các nước thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới gia tăng phần đóng góp của mình. Hun Sen mời quân đội nước ngoài đến tập trận ở Campuchia. Thủ tướng Hun Sen ngày hôm qua tuyên bố đất nước mở rộng cửa cho những cường quốc nào muốn đến tập trận, cũng như những hỗ trợ tài chính cho các công trình cơ sở hạ tầng. Ông nhấn mạnh là sẽ không chấp nhận có sự hiện diện của một căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ. Năm 2019, tờ Wall Street Journal của Mỹ tiết lộ một dự án thỏa thuận cho phép Trung Quốc neo đậu tàu chiến và cất trữ vũ khí tại căn cứ hải quân Grim gần thành phố biển Sihanoukville. Vào hôm qua, các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc đã đặt mua ít nhất là 180.000 tấn đậu nành của Mỹ. Quyết định này được ghi nhận trong bối cảnh nhiều nguồn thạo tin tại Trung Quốc cho biết là Bắc Kinh đã đưa ra yêu cầu đình chỉ nhập đậu nành và thịt heo từ Mỹ sau khi Washington thông báo sẽ bỏ chế độ đặc quyền kinh tế mà Hồng Kông được hưởng cho đến nay. Trước mắt, chưa rõ vì sao có hiện tượng chống đánh xuôi kèn thổi ngược kể trên. Nga sẽ trưng cầu dân ý sửa đổi hiến pháp vào ngày 1 tháng 7 năm nay. Tổng thống Nga ngày hôm qua thông báo như trên, cuộc tham vấn người dân lẽ ra phải được tổ chức vào ngày 22 tháng 4, nhưng dịch bệnh virus corona buộc Tổng thống Nga phải dời ngày. Dự luật sửa đổi hiến pháp này thay đổi các quy định số nhiệm kỳ, một khi thông qua sẽ cho phép ông Vladimir Putin nắm quyền lãnh đạo đến tận năm 2036. Nhà khoa học người Iran Sipi Asghari bị giam giữ từ nhiều năm nay tại Hoa Kỳ với tội danh đánh cắp bí mật công nghiệp, đang trên đường trở về nước ngày hôm nay sau khi được tư pháp Mỹ tha bổng. Trong một tin nhắn đăng trên mạng Instagram, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif sáng nay đã vui mừng loan báo rằng phi cơ chở ông Asghari về Iran đã cất cánh từ Hoa Kỳ. Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, Mỹ dùng oanh tạc cơ B-1 để trị Trung Quốc ở Biển Đông, Thanh Phương trình bày. Hoa Kỳ hiện đang sử dụng oanh tạc cơ B-1 trong các cuộc tập trận nhằm mục tiêu chế ngự Nga và Trung Quốc, trong đó có nhắm tới các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đã xây dựng thành các tiền đồn quân sự ở Biển Đông. Theo tờ Asia Times, trong 3 chiến dịch quân sự lớn, quân đội Hoa Kỳ đã sử dụng máy bay B-1 trong các phi vụ thao dược nhắm vào các đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông, nhắm vào Nga tại vùng biển Okhotsk nằm giữa Nga và Nhật Bản và phối hợp với không quân Ukraine tại vùng Hắc Hải. Cả 3 phi vụ này nằm trong khuôn khổ một mô hình mà không lực Mỹ gọi là sử dụng lực lượng năng động, có nghĩa là Hoa Kỳ có thể chọn khi nào và bằng cách nào họ sẽ sử dụng lực lượng chiến lược để ổn định lại cán cân chiến lược ở châu Âu, Trung Đông, châu Á và những nơi khác trên thế giới. Hoa Kỳ hiện có 11 không đoàn B-1B đóng tại 7 bang và có thể triển khai oanh tạc cơ này từ căn cứ không quân Ellsworth trên đảo Guam và căn cứ không quân Fairford ở Anh Quốc. Không lực Mỹ cũng có thể sử dụng các căn cứ khác cho việc triển khai B-1 như căn cứ Diego Garcia trên vùng Ấn Độ Dương. Asia Times cho biết, khác với oanh tạc cơ B-2, B-1B không phải là máy bay tàng hình nhưng có thể mang theo các vũ khí tầm xa. B-1B cũng dự trù được sử dụng để chở theo một loại tên lửa siêu thanh của Mỹ hiện đang được phát triển. Trong 2 phi vụ gần đây ở vùng Thái Bình Dương, oanh tạc cơ B-1B còn được trang bị tên lửa địa đối không tầm xa có tầm bắn 925 km. Tên lửa này có thể phá hủy các mục tiêu kiên cố trên bộ và tấn công các chiến hạm và như vậy có thể thách thức các hạm đội của Nga và Trung Quốc, kể cả các hàng không mẫu hạm của Trung Quốc. B-1 phải chăng sẽ là vũ khí răn đe hiệu quả đối với Trung Quốc tại Biển Đông
nơi mà Washington vẫn thường xuyên thách thức các yêu sách chủ quyền bị xem là quá đáng của Bắc Kinh và liên tục tiến hành các chiến dịch bảo vệ tự do hàng hải. Hai chiếc B-1B Lancer thuộc đội oanh tạc viễn chinh tại căn cứ không quân Dallas ở bang Texas đã được triển khai từ đảo Guam trong một phi vụ ngày 26 tháng 5 vừa qua trên Biển Đông. Đây là phi vụ thứ hai của oanh tạc cơ này sau phi vụ đầu tiên ngày 29 tháng 4. Trước khi thực hiện phi vụ đó, hai chiếc B-1 Lancer đã tiến hành một cuộc thao dượt với hải quân Mỹ ở vùng biển Hawaii. Trên mạng Twitter, lực lượng không quân Thái Bình Dương hôm ấy đã nhấn mạnh việc triển khai hai chiếc B-1 này là nhằm chứng tỏ khả năng của không lực Hoa Kỳ hoạt động ở bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép với nhịp độ và thời điểm do chúng tôi chọn từ trong nguyên văn. Bắc Kinh đã lên án các phi vụ của oanh tạc cơ B-1 trên vùng biển Đông là mang tính khiêu khích và cáo buộc Hoa Kỳ đang gây thêm căng thẳng giữa hai quốc gia. Không chỉ có B-1 mà hai oanh tạc cơ chiến lược khác của Mỹ là B-2 và B-52 cũng được sử dụng luân phiên cho các phi vụ trên Biển Đông. Một nhà phân tích quân sự ở Hồng Kông tin rằng các phi vụ của những oanh tạc cơ đó trên vùng Biển Đông cũng như trên vùng eo biển Đài Loan không chỉ nhằm phô trương lực lượng, khẳng định sự hiện diện quân sự của Mỹ mà còn nhằm chuẩn bị cho khả năng xảy ra các xung đột vũ trang trong tương lai. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin thông báo chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt kể từ thứ Ba, 17 tháng 3 và trong những ngày sắp tới sẽ có nhiều thay đổi do tình hình bệnh dịch COVID-19. Chính phủ ban hành nhiều biện pháp chống dịch, trong đó có việc hạn chế đi lại. Hoạt động của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI cũng có nhiều thay đổi. Chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì chương trình phát thanh hàng ngày, cố gắng cập nhật thông tin trên mạng Internet. Tuy nhiên, một số chuyên mục và tạp chí sẽ phải phát lại. Xin thành thật cáo lỗi cùng quý thính giả. Rất mong tình hình sớm được khắc phục để chương trình trở lại như bình thường. Trong khi chờ đợi, mời quý vị thường xuyên truy cập vào địa chỉ vi.rfi.fr và theo dõi tin bài của RFI tiếng Việt trên các mạng xã hội Facebook, Twitter, Viber hay YouTube. Xin chân thành cảm ơn. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp đến là tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về chủ đề thất nghiệp bùng phát vì COVID-19, mối lo hàng đầu của Bắc Kinh. Tạp chí được thực hiện với phần phỏng vấn giáo sư Marie-Françoise Grenat, Đại học Clermont-Auvergne. Sau cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam của Thanh Phương với đề tài Hiệp định Thương mại Tự do với Liên hiệp châu Âu tạo điều kiện cho phục hồi kinh tế Việt Nam hậu COVID-19. Thanh Phương phỏng vấn chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan từ Hà Nội. Nhưng ngay sau đây là một theo dòng thời sự. Tú Anh nói về, phải chăng tìm vaccine phòng ngừa COVID-19 là một sứ mệnh bất khả? Tìm công thức vẹn toàn, chế tạo đại trà vaccine chống siêu vi COVID-19 là con đường gian nan. Cho dù đối tượng là con siêu vi nào, tiến trình nghiên cứu sẽ rất dài, phải qua nhiều giai đoạn. Từ phòng thí nghiệm đến lâm sàng, rồi phải phát minh cách chế tạo nếu thuận buồm xuôi gió trước khi tính đến chuyện sản xuất đại trà. Bài học cam go tìm ra thuốc ngừa siêu vi sốt liệt cơ cũng như thất bại từ 35 năm nay trong cố gắng tìm vaccine HIV là những trường hợp điển hình. Cuộc đua tìm thuốc ngừa siêu vi SARS-CoV-2 từ khi đại dịch bắt đầu ở Vũ Hán cách nay 8 tháng không phải là một ngoại lệ. Khoảng 50 phương án nghiên cứu vaccine chống bệnh virus corona chủng mới đang được các viện nghiên cứu trên khắp thế giới ráo riết thực hiện như một cuộc chạy đua nước rút. Trung Quốc loan báo thực hiện xong công đoạn thứ hai, thử nghiệm với người. Viện dược phẩm Moderna của Mỹ xong giai đoạn 1, thấy có kết quả khích lệ, 8 trên 45 người tình nguyện có phản ứng miễn nhiễm. Tại Pháp, công ty Sanofi tuyên bố vụng về sẽ ưu tiên cung cấp cho Mỹ đợt vaccine đầu tiên trước khi cải chính, để lộ dụng ý gây áp lực xin công quỹ hỗ trợ. Nhưng khác với những tuyên bố lạc quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump và thái độ muốn chứng tỏ sức mạnh mềm của chế độ Trung Quốc, dự báo sẽ có thuốc ngừa SARS-CoV-2 trước cuối năm 2020. Châu Âu tỏ ra rất thận trọng. EMA, cơ quan dược phẩm của Liên hiệp châu Âu cho rằng dự báo trong một năm nữa tìm ra thuốc ngừa là một kịch bản lạc quan. Giới chính trị qua tuyên bố của Thủ tướng Pháp Edouard Philippe cũng khẳng định không thể có vaccine trước năm 2021.
Trên thực tế, con đường tìm thuốc ngừa đại dịch COVID-19 trắc trở vô cùng, bởi vì siêu vi SARS-CoV-2 đang bao vây chui sâu vào cuộc sống của nhân loại, không phải là con siêu vi thông thường như loài đồng chủng. Nó thiên biến vạn hóa cho nên rất khó khống chế. Theo chuyên gia siêu vi trùng học Morgan Bonsen, giám đốc viện nghiên cứu COSA Paris, trong họ của corona có 4 loại siêu vi đã từng gây tai họa cho con người, nhưng chưa đến nay chưa có vaccine đối phó, đặc biệt là với 2 loại siêu vi gây viêm phổi cấp tính như dịch SARS-CoV-1 xảy ra vào năm 2002-2004 cũng từ Trung Quốc và đến năm 2012, đợt dịch viêm phổi MERS ở Trung Đông lây sang tận Hàn Quốc. Vấn đề là, theo bà Morgan Bumsell, là người ta không biết rõ tính chất con siêu vi này nó như thế nào, cho nên xảy ra tình trạng mỗi nơi, mỗi nhóm khoa học gia mạnh ai nấy làm, với hệ quả là phân tán thay vì hợp sức nghiên cứu. Chỉ riêng về phần sinh học, siêu vi corona chủng mới một khi bám vào đường hô hấp là chui sâu vào tận đáy hai lá phổi để sinh sôi nảy nở, do vậy gây ra triệu chứng viêm phổi cấp tính. Nhưng sau đó một thời gian, người ta mới biết nó còn lan đến các bộ phận khác như tim, thận, não, v.v., nơi nào cũng gây tổn hại nghiêm trọng. Để hướng đến công thức hiệu nghiệm, câu hỏi then chốt của các nhà nghiên cứu là phải chọn loại miễn nhiễm nào hiệu quả nhất để khắc kỷ siêu vi. Có cần phải che chở tức khắc hai lá phổi hay không, bộ phận bị tấn công? Trước tiên, trong trường hợp đó thì phải huy động bạch cầu lymphocyte T để chống COVID-19, hay là phải gây phản ứng miễn nhiễm tại mô tiết chất nhờn trong mũi để chặn siêu vi ngay từ bãi đáp. Chỉ để có câu trả lời thôi mà giới khoa học đã mất nhiều tháng mới hội đủ thông tin nhận ra hướng phản công. Nhưng một vấn đề khác lại nổi lên, trong khi lympho tạo ra kháng thể chống siêu vi, thì ở nhiều bệnh nhân COVID-19, kháng thể lại quay sang tấn công chính cơ thể của người bệnh. Thay vì tấn công siêu vi xâm nhập, kháng thể lại tiếp tay với giặc. Cơ chế vận hành tự diệt đã được thấy trong bệnh sốt xuất huyết. Nhiều trẻ em thiệt mạng sau khi được chủng ngừa. Theo chuyên gia Morgan Bonsen của Viện Nghiên cứu COSA, phải tìm phương thức miễn nhiễm khác thay vì huy động bạch cầu để tránh vaccine công phạt. Tìm được loại vaccine rồi cũng chưa xong đâu, bởi vì hiệu năng cũng có nhiều mức độ. Nếu phản ứng miễn dịch không đủ mạnh, kháng thể không đủ lực để bảo vệ người bị nhiễm siêu vi, thời gian sẽ yếu dần đi và không tồn tại lâu. Ngay Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói đi nói lại, hôm trước cảnh báo bệnh nhân COVID-19 không chắc sẽ được miễn dịch, và hôm sau cải chính bảo là có. Điều chắc chắn là chưa có đủ dữ kiện để xác định cơ thể con người sau khi nhiễm bệnh hay sau khi được chủng ngừa sẽ được miễn dịch. Trong bao lâu, một tháng, một năm, hay ít hơn hay nhiều hơn, dữ kiện thời gian là yếu tố không thể thiếu để chế tạo vaccine và chọn cách đáp trả siêu vi. Cuối cùng, tính chất của loại vaccine tự thân nó cũng là một cản lực. Một trong những phương thức mới nhất và nhiều hứa hẹn là tiêm ARN messenger hay ARN thông tin, nói theo tiếng Việt. Đoạn phân tử này ra lệnh cho tế bào chế tạo kháng nguyên, rồi kháng nguyên kích hoạt kháng thể chống siêu vi. Vấn đề là con người cho đến nay chưa có kinh nghiệm làm vaccine ARN thông tin. Vaccine ARN thông tin còn trong giai đoạn thử nghiệm, chưa chứng tỏ được hiệu năng miễn nhiễm như kỳ vọng, để có thể bước qua giai đoạn 3, tức là giai đoạn thử trên hàng chục ngàn người, kiểm chứng hiệu năng kích hoạt kháng thể và tính vô hại, ít nhất là trong thời gian kéo dài đôi 3 năm. Nhưng tìm được rồi thì cũng chưa hết vấn đề. Vấn đề nhất ốc lúc đó là phải phát minh ra một chuỗi dây chuyền để sản xuất đại trà, vì chưa ai có. Trong bài Vì sao chưa bao giờ tìm ra vaccine chống virus corona, nữ giám đốc nghiên cứu viện COSA Paris khuyến cáo, cho dù có khắc phục được tất cả các chứng ngại kể trên, chúng ta vẫn chưa đủ cơ sở để xác định vaccine ARN messenger sẽ hiệu nghiệm đối với siêu vi corona chủng mới như thế nào. COVID-19 đã lây nhiễm cho hơn 6 triệu người trên thế giới và còn tiếp diễn như cuộc đua tìm vaccine chống con siêu vi hiểm độc, chen lẫn với mưu đồ cạnh tranh kinh tế và địa chính trị của con người, ác liệt gấp bội phần. RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Bạo động tiếp tục lan rộng tại Mỹ sau vụ một người Mỹ gốc châu Phi bị chết do cảnh sát mạnh tay. Tổng thống Donald Trump dọa huy động quân đội dập tắt các hành động bạo lực. Lãnh đạo chính quyền Hồng Kông chỉ trích Hoa Kỳ có thái độ bên trọng bên khinh đối với các vụ biểu tình bạo động.
Pháp chính thức bước vào giai đoạn 2 hậu phong tỏa, sinh hoạt trở lại gần như bình thường. Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ dùng oanh tạc cơ B-1 để trị Trung Quốc ở Biển Đông. Theo dòng thời sự, phải chăng tìm vaccine phòng ngừa COVID-19 là một sứ mệnh bất khả? Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thủy My điểm báo. Điểm báo. Kính thưa quý vị, bạo loạn lan tràn tại nước Mỹ sau cái chết của một người da đen tên là George Floyd là chủ đề chính của các báo Paris hôm nay. Bên cạnh đó là việc dỡ bỏ phong tỏa ở Pháp bước vào giai đoạn 2. Le Figaro chạy tựa, một nước Pháp muốn lại cất bước tiến lên, trong khi ảnh biểu tình ở Mỹ chiếm trang nhất của các tờ báo khác. Hoa Kỳ, làn sóng phẫn nộ trước bạo lực cảnh sát là tựa chính của Le Monde. Hoa Kỳ nổi loạn, tích trang nhất của Liberation. La Croix nói về tiếng kêu của nước Mỹ da đen, còn Lexico coi đây là thách thức cho Tổng thống Donald Trump. Về tình hình tại chỗ, Le Figaro có bài phóng sự. Tại Minneapolis, đang trong tình trạng giới nghiêm, cư dân tổ chức phòng vệ đã ghi nhận do cảnh sát bị quá tải, người dân đang phải làm mồi cho bạo lực và cướp bóc. Khi màn đêm buông xuống, đường phố không còn ai, tiếng rì rì từ cánh quạt trực thăng trên bầu trời góp thêm vào không khí ảm đạm. Trên đại lộ East Franklin, tất cả cửa kính các tiệm buôn đều được che chắn chống đập phá. Một số tiệm sơn lên những hàng chữ như xin đừng phóng hỏa, có người sống ngay bên cạnh, hoặc ghi rõ chủ nhân là người sắc tộc. POC, Person of Color, tức người da màu, nhiều khu vườn nhà cắm tấm bảng BLM, Black Lives Matter, mạng sống của người da đen phải được tôn trọng. Máy ATM trong một siêu thị bị phá hủy, một cửa hàng rượu bị đốt cháy, một tiệm giặt bị cướp ngay thanh thiên bạch nhật, tổng đài điện thoại của cảnh sát không còn trả lời, cư dân bàn tổ chức luân phiên canh gác ngày đêm. Có đến 90% người dân tại đây bầu cho dân chủ, nhưng nay họ giận dữ tố cáo thống đốc và thị trưởng Minneapolis đều thuộc đảng dân chủ đã thất bại trong việc bảo vệ dân. Một người thổ lộ các cuộc biểu tình dù chính đáng đã giúp cho các phần tử xấu gieo rắc hỗn loạn. Các vụ cướp bóc này có nguy cơ làm cho đảng dân chủ bị thua trong cuộc bầu cử tổng thống. Trong bài xã luận, Lezico nhận định Hoa Kỳ bước vào công cuộc chinh phục không gian nhưng lại không thể bảo đảm được trật tự trên lãnh thổ của mình. Việc phóng hỏa tiễn của SpaceX hôm thứ Bảy vừa rồi khẳng định sự táo bạo và sức sống kỳ diệu của lĩnh vực tư nhân Mỹ khi đưa hai phi hành gia lên trạm quỹ đạo với chi phí tối thiểu cho NASA, công ty của tỷ phú Elon Musk mà cách đây 15 năm chưa biết gì về hỏa tiễn đã cắt đứt mọi lệ thuộc vào các tàu con thoi Nga. Việc phóng phi thuyền đầu tiên kể từ 10 năm qua treo hy vọng cho nước Mỹ quay lại với chị Hằng từ nay cho đến năm 2024, nhưng cuối tuần qua, những vụ nổi loạn ở Minneapolis và các tiểu bang khác đã thô bạo đưa người ta từ cung trang xuống sự thật trần trụi trên mặt đất, với cảnh một cảnh sát da trắng dùng đầu gối đè ngạt thở một người da đen trước sự dửng dưng của các đồng nghiệp. Nạn kỳ thị vẫn tồn tại trong nền dân chủ hàng đầu thế giới, và theo chính lời thú nhận của Barack Obama, đây là thất bại lớn nhất trong hai nhiệm kỳ của ông ở Nhà Trắng. Đối với ông Donald Trump, đây có thể là cá cược cho việc tái đắc cử. Sau khi để dịch bệnh lan tràn, Tổng thống Mỹ lấy lại giọng điệu độc đoán khi chia rẽ đã giúp ông thành công năm 2016, trong lúc đối thủ Joe Biden im lặng. Còn 5 tháng nữa đến kỳ bầu cử, khó thể đoán được ai sẽ hưởng lợi trong vụ bạo động này. Cần nhắc lại rằng, những vụ nổi loạn chủng tộc của năm 1967 đã giúp Richard Nixon chiến thắng với lời hứa lập lại trật tự. Ông Donald Trump quá rõ điều ấy, nên khuyến khích cảnh sát và quân đội sử dụng quyền lực. Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI. Lezico cũng nêu ra vấn đề chủng tộc nảy sinh trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ. Ông Donald Trump muốn thu hút sự quan ngại của đa số da trắng đã giúp ông đắc cử năm 2016. Còn đối với Joe Biden, vấn đề là không làm thất vọng một cộng đồng đã đóng góp lớn cho chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử sơ bộ.
câu khẩu hiệu tranh cử của ông Donald Trump đã được thay thế vào phút chót bằng một thông điệp thực tế hơn, luật pháp và trật tự. Ông Trump quay lại với chiến lược tiến công quen thuộc. Ngoài Trung Quốc, kẻ chịu trách nhiệm gây ra 100.000 cái chết với đại dịch virus corona, ông còn đã kích Antifa, tức phe cực tả đã cổ suý cho bạo lực. Về phía ông Joe Biden, chỉ đưa ra lời kêu gọi hòa dịu mà trong tình hình này thì chưa thấm vào đâu. Câu nói của ông với một công dân da đen cách đây 10 ngày, nếu bầu cho Trump thì bạn không phải là người da đen, đã gây bất bình ngay trong đảng Dân Chủ. Một số khuôn mặt đại diện người Mỹ gốc Phi đòi hỏi nên đưa ông Bernie Sanders hay Stacey Abrams vào danh sách ứng cử viên phó tổng thống. Trong bài Donald Trump, một tổng thống lắm lời nhưng vắng bóng, Lạc Hòa chú ý đến việc có những lời kêu gọi ông Trump nên ra tuyên bố với quốc dân, nhưng ông vẫn im lặng ngoại trừ trên mạng xã hội Twitter. Cũng nhấn mạnh đến chủ trương, luật pháp và trật tự của Tổng thống, Lạc Khoa dẫn lời ông Didier Combeau, chuyên gia về Hoa Kỳ. Nhắc lại, ngay từ khi bước vào Nhà Trắng, ông Trump đã cho biết ông đứng về phía cảnh sát. Một đạo luật năm 1994 cho phép nhà nước liên bang đưa cảnh sát địa phương ra tòa nếu lạm dụng bạo lực. Barack Obama đã sử dụng luật này, còn Bộ trưởng Tư pháp của ông Trump khẳng định đó không phải là việc của chính quyền liên bang. Theo chuyên gia Combeau, vụ George Floyd không phải là hiếm hoi. Cảnh sát Mỹ là 1.000 đến 1.200 người chết mỗi năm và câu khẩu hiệu biểu tình "Tôi không thở được" đã từng được hô lên sau cái chết của Eric Garner tại New York năm 2014. Nhưng vụ George Floyd là dịp để đặt lại vấn đề sắc tộc vào trung tâm cuộc tranh luận, nhất là chủ đề này ít được đề cập đến trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ, vốn là cuộc tranh tài giữa các ứng cử viên da trắng. Ngược với ông Trump, ông Biden chịu khó lắng nghe hơn, nhưng cộng đồng người Mỹ gốc Phi đòi hỏi còn phải hành động. Sau cái chết của George Floyd, áp lực đè nặng lên vai ứng cử viên Dân Chủ, vốn sẽ phải công bố tên người phó của mình trước ngày 1 tháng 8. Hồi giữa tháng 3, ông cam kết sẽ chọn một phụ nữ, nhưng nay đang có nhiều tiếng nói gay gắt đòi hỏi phải chỉ định một người da đen làm phó cho nhân vật có thể là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ khi đặt chân vào Nhà Trắng. Trong khi đó, Lezico ghi nhận, ông Trump tập trung cho các vấn đề quốc tế, Hồng Kông, G7, Tổ chức Y tế Thế giới. Tổng thống Mỹ liên tục có những tuyên bố về các hồ sơ lớn, một cách để hiện diện liên tục trên truyền thông, đồng thời duy trì áp lực lên các đối tác. Sau nhiều tuần lễ dồn sức cho cuộc khủng hoảng virus corona, giờ đây các cuộc biểu tình trên khắp nước Mỹ chỉ là một trong những mối quan tâm của Tổng thống. Ông Donald Trump gây ngạc nhiên khi quyết định dời lại ngày tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7, có lẽ cho hai thủ tướng Đức và Canada từ chối đến Mỹ vì lý do dịch tễ. Donald Trump đề nghị mở rộng cho các nước khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương như Úc và Ấn, đồng thời còn nêu ra Hàn Quốc và Nga. Tiếp tục cứng rắn với Trung Quốc, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh cho Hồng Kông không còn quyền tự quyết, Hoa Kỳ buộc lòng phải xem xét lại chế độ ưu đãi thương mại lâu nay cho đặc khu. Tuy không có phản ứng chính thức, Bắc Kinh cho biết từ hôm qua, các công ty quốc doanh Trung Quốc không còn được mua thịt heo và đậu nành của Mỹ. Ông Trump khẳng định Hoa Kỳ cắt đứt mọi quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới mà theo ông đang bị Trung Quốc hoàn toàn kiểm soát. Liên quan đến Trung Quốc trên lĩnh vực công nghệ, Lezico cho biết 5G áp lực tăng lên đối với Huawei tại châu Âu. Theo The Times, Anh Quốc muốn lập ra một nhóm 10 quốc gia dân chủ gồm G7 cộng thêm Úc, Ấn Độ và Hàn Quốc, tức D10, để chống lại tham vọng công nghệ của Trung Quốc. Sự nghi ngờ của châu Âu đối với tập đoàn viễn thông Huawei ngày càng tăng và viễn cảnh tham gia mạng lưới 5G tương lai trở nên bất định hơn bao giờ hết. London đang xích lại gần Washington, đề nghị D10 được đưa ra vào lúc Anh chuẩn bị gỡ bỏ các anten Trung Quốc khỏi các mạng di động của mình trong 3 năm tới. Châu Âu đang căng thẳng với Bắc Kinh cho đại dịch virus corona và quyết định bóp nghẹt tự do của Hồng Kông mới đây. Về mặt chính thức thì tập đoàn Trung Quốc vẫn được cho phép, nhưng Đức phải hoàn tất dự luật về an ninh của mạng viễn thông trong những tuần tới. Còn tại Pháp thì văn bản cho phép Huawei triển khai vẫn luôn nằm trong ngăn kéo.
Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí kinh tế. Thất nghiệp bùng phát vì COVID-19, mối lo hàng đầu của Bắc Kinh. Thanh Hà thực hiện với phần phỏng vấn giáo sư Marie-Françoise Gona, Đại học Clermont-Auvergne. Tạp chí kinh tế. Vì virus corona, Bắc Kinh không thể thông báo mục tiêu tăng trưởng cho năm nay như truyền thống vốn có từ năm 1990. Những bất định do tình hình dịch tễ và tác động kinh tế toàn cầu thách thức đà phát triển của Trung Quốc. Vậy phải chăng là Bắc Kinh không còn kiểm soát được tác động về kinh tế mà dịch COVID-19 gây nên? Theo giáo sư Marie-Françoise Renard, Đại học Clermont-Auvergne, thì đe dọa tiềm tàng đến từ bên trong lớn hơn nhiều so với những thách thức trong cuộc đọ sức thương mại với Hoa Kỳ hay nguy cơ vốn quốc tế ồ ạt rút khỏi Hoa Lục. Trong bài diễn văn khai mạc khóa họp Quốc hội Trung Quốc hôm 22 tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã tránh đưa ra mục tiêu tăng trưởng cho cả năm, đồng thời báo động các chỉ số tiêu thụ, đầu tư và xuất khẩu đều đang sụt giảm. Trong khi đó, thì áp lực gia tăng trên thị trường lao động và rủi ro về tài chính ngày càng lớn. Theo giới trong ngành, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã bắn đi một thông điệp kép. Thứ nhất là thế giới không thể trông đợi vào tỷ lệ tăng trưởng thần kỳ trên 6% một năm của Trung Quốc như từ trước đến nay. Thậm chí Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF còn chờ đợi là tăng trưởng của Trung Quốc trong năm 2020 chỉ đạt 1,6%. Và điểm thứ hai là Bắc Kinh sẽ không ồ ạt tung ra những gói hỗ trợ kinh tế như hồi khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Để so sánh thì đến nay, Nhật Bản đã bơm thêm gần 20% GDP vào cỗ máy kinh tế để khắc phục hậu quả COVID-19. Mỹ hay Đức là 10%, mà ít ra là Pháp thì cũng đã huy động đến 5% GDP. Riêng Trung Quốc tới nay mới chỉ thông báo những biện pháp hỗ trợ tương đương với 2% tổng sản phẩm nội địa nước này. Sự khiêm tốn nói trên, theo giới phân tích, trái ngược hẳn với việc Bắc Kinh đang phô trương thành công đã hạ gục virus corona và khởi động lại cỗ máy kinh tế. Trả lời đài RFI tiếng Việt, chuyên gia về Trung Quốc, giáo sư Marie-Françoise Renard giảng dạy tại Đại học Clermont-Auvergne, điểm qua về toàn cảnh kinh tế Trung Quốc sau hơn 2 tháng hoạt động cầm chừng. Le gouvernement tient sa légitimité assez largement de sa capacité à maintenir ou à améliorer le bien-être de sa population. Et donc, điểm đầu tiên hết là ở chỗ tính chính đáng của chính phủ Trung Quốc có được là nhờ vào khả năng cải thiện đời sống cho người dân. Dịch COVID-19 lần này đặt Bắc Kinh trước một thử thách, đó là làm thế nào để đảm bảo được công việc làm cho những thành phần yếu kém nhất trong xã hội, cho hàng trăm triệu người lao động nhập cư trong tình huống rất bấp bênh. Một số nghiên cứu cho thấy virus corona tác động đến khoảng 30 triệu công việc làm. Có những người mất việc luôn vì nhà máy đóng cửa, vì hàng quán, các công ty dịch vụ đóng cửa. Chỉ trong ngày 1, ngày 2 là họ mất hẳn thu nhập. Chính vì vậy, Trung Quốc đã thông báo một số biện pháp để nhắm vào những đối tượng như là người lao động nhập cư hay là giới tiểu thương. Thí dụ như chúng tôi được biết là trong đợt Tết Nguyên đán vừa rồi, đã có đến 50 triệu người lao động về quê ăn Tết rồi bị kẹt lại luôn ở quê nhà. Trong 2 tháng bị kẹt vì dịch bệnh hoành hành, cả nước đóng cửa thì họ hoàn toàn không có lương. Một khi tình hình khả quan hơn, một phần trong số này đã tìm cách trở lại công xưởng, nhưng lương tháng của họ đã bị sụt giảm đáng kể. Còn những người vẫn kẹt ở nông thôn thì gần như là không có thu nhập và phải sống trong tình trạng rất bấp bênh. Tóm lại là áp lực lớn nhất đang đè nặng lên Bắc Kinh là vấn đề về thất nghiệp. Điểm thứ nhì gây khó khăn cho Trung Quốc liên quan đến vế tiêu thụ. Câu hỏi lớn nhất đặt ra là liệu rằng dân chúng có dám tiêu xài trở lại hay không? Trong quá khứ, sau khủng hoảng thì dân tình lại vững tâm và lao vào mua sắm. Tuy nhiên lần này thì từ hơn 2 tháng qua, chỉ số tiêu thụ tăng chậm hơn nhiều so với mong đợi. Đành rằng là lĩnh vực hàng hạng sang rất cao cấp đã được khởi động lại, nhưng nhìn chung thì công luận vẫn lo sợ dịch bệnh tái phát, lo sợ kinh tế lại có nguy cơ bị bế quan tỏa càng. Hậu quả kèm theo là dân chúng khá chi li trong việc chi tiêu và lo để dành tiền tiết kiệm. Thống kê chính thức cho thấy hàng chục triệu người đã mất việc làm vì COVID-19, hàng trăm ngàn các hãng nhỏ của tư nhân bị khánh tận. Thêm vào đó thì tiêu thụ nội địa đã không khởi sắc trở lại nhanh như mong đợi, xuất khẩu thì bị đóng băng vì
châu Âu và Hoa Kỳ, những đối tác thương mại chính của Trung Quốc cũng phải đối mặt với đại dịch. Vậy thưa giáo sư Marie-Françoise Renard, trong hoàn cảnh này thì Bắc Kinh có thể làm được những gì để tháo gỡ bế tắc đó? Pour ce faire, l'État a essayé d'intervenir, mais bien sûr, il y a une dette importante. Để tháo gỡ bế tắc thì chính phủ bắt buộc phải can thiệp. Vấn đề đặt ra là Trung Quốc đã mang nợ khá nhiều, thành thử cũng phải cân nhắc tránh để xảy ra kịch bản vì muốn hỗ trợ kinh tế mà làm phương hại tới hệ thống tài chính ngân hàng. Trung Quốc đang cần phục hồi khu vực sản xuất nên đã khuyến khích các cấp chính quyền địa phương đẩy mạnh đầu tư, nhưng thực sự thì ở mọi cấp Trung Quốc đang vừa làm vừa nghe. Bài toán càng thêm nan giải khi mà nhu cầu tiêu thụ và dây chuyền sản xuất của thế giới cũng bị chững lại vì virus corona đã tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp Trung Quốc. Bởi vì như đã biết thì Trung Quốc chiếm một vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi mà các cái đầu máy tăng trưởng từ sản xuất, xuất khẩu cho đến tiêu thụ đều bị đóng băng, thất nghiệp tăng mạnh, liệu đây có là một cái mối đe dọa tiềm tàng đối với ổn định trong xã hội Trung Quốc hay không? Và phải chăng đây là cái lý do vì sao mà tới nay Bắc Kinh thường che giấu tỷ lệ thất nghiệp? Bien sûr, et c'est la raison pour laquelle cette question du chômage est au cœur de la politique du gouvernement aujourd'hui, de la politique de relance. Vâng, đây chính là lý do vì sao mà bảo vệ công việc làm là trọng tâm chính sách vực dậy kinh tế, được Thủ tướng Lý Khắc Cường trình bày trước Quốc hội trong phiên khai mạc hôm 22 tháng 5 vừa qua. Cũng cần nói thêm là trợ cấp thất nghiệp tại Trung Quốc là rất thấp. Đa phần những người bị sa thải tự động đi tìm việc khác, chứ không để tốn thời gian khai báo và xin trợ cấp của nhà nước làm gì. Cho nên tỷ lệ thất nghiệp tại Trung Quốc cao hơn nhiều so với các thống kê chính thức. Nhưng bảo rằng tỷ lệ thất nghiệp là được Bắc Kinh giữ kín như một bí mật quốc gia thì không đúng. Thêm một điểm nữa, cho dù Trung Quốc có một guồng máy kiểm soát an ninh rất chặt chẽ với những biện pháp đàn áp lợi hại, nhưng nếu quyền lợi cốt lõi của người dân bị tổn thất quá lớn và đến đường cùng thì người dân cũng sẽ xuống đường biểu tình. Trong bối cảnh xung đột thương mại Mỹ-Trung gia tăng với khủng hoảng y tế, cộng đồng quốc tế thì ngày càng thận trọng hơn với Bắc Kinh. Nhiều quốc gia khuyến khích các doanh nghiệp trở về nguyên quán hay ít ra là bắt đầu xét lại một số những cái ưu tiên trong chiến lược phát triển công nghiệp của họ. Điều đó có nghĩa là trong tương lai một số các cái tập đoàn quốc tế sẽ di rời cơ sở khỏi Hoa Lục. Vậy thưa giáo sư Marie-Françoise Renard, phải chăng đây mới là cái thách thức lớn về lâu dài đặt ra cho Bắc Kinh? Je crois qu'il y a beaucoup de confusion sur ce sujet. Je ne suis pas sûr qu'on ait une vague de relocalisation. Theo tôi thì có một sự nhầm lẫn giữa hai việc khác nhau, nhưng sẽ không có chuyện các cơ sở rút lui khỏi Trung Quốc để quay trở về nguyên quán. Thứ nhất là dịch COVID-19 cho thấy quốc tế lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc, kể cả trong một số lĩnh vực chiến lược như là dược phẩm. Từ trước đại dịch thì đã có rất nhiều tiếng nói kêu gọi Âu, Mỹ cần có một chính sách phát triển công nghiệp độc lập. Tuy nhiên, đừng quên rằng tuyệt đại đa số các công ty phương Tây sang Trung Quốc làm ăn đều là những hãng tư. Họ có quyền mở địa bàn hoạt động ở bất cứ nơi nào, miễn là làm ăn có lãi. Chính phủ chỉ có thể đưa ra một chính sách chung, đưa ra những biện pháp khuyến khích các doanh nghiệp chuyển vốn đầu tư về lại nguyên quán. Nhưng đây là một vấn đề chính trị hay thậm chí là chính sách chung, như trong trường hợp của châu Âu. Điểm thứ hai là chúng ta chớ nuôi ảo vọng là sau đại dịch này thì các tập đoàn công nghiệp ồ ạt quay trở lại Âu, Mỹ, bởi vì các doanh nghiệp tư nhân luôn chạy theo lợi nhuận và sẽ đi tìm những bãi đáp mới thay thế cho Hoa Lục, nhưng cũng với những điều kiện ưu đãi như nhân công rẻ, giá thành thấp, vân vân. Trong số này, Ấn Độ hay Việt Nam đang được đánh giá cao. Bắc Kinh phần nào lo ngại đầu tư của nước ngoài rút khỏi Hoa Lục. Tuy nhiên, từ trước tới nay, sở dĩ Trung Quốc có sức hấp dẫn lớn, một phần do đây là một thị trường với tiềm năng rất cao, thậm chí đó là thị trường năng động lớn hơn ở Âu Mỹ. Vậy thì không có lý do gì để các công ty nước ngoài di rời cơ sở về lại Mỹ hay châu Âu. Sau cùng, việc di chuyển cơ sở đặt ra nhiều chi phí tốn kém. Hơn nữa, cần có nhiều thời gian để thiết lập lại những mối quan hệ đối tác. Tất cả những yếu tố đó đều sẽ phải được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi một công ty muốn rời khỏi Trung Quốc. Cảm ơn giáo sư Marie-Françoise Renard, chuyên gia về Trung Quốc tại Đại học Clermont-Auvergne. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam. Hiệp định thương mại tự do với Liên hiệp châu Âu tạo điều kiện cho việc phục hồi kinh tế Việt Nam hậu COVID-19. Thanh Phương phỏng vấn chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan từ Hà Nội. Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Quốc hội Việt Nam
sắp chính thức phê chuẩn Hiệp định Thương mại Việt Nam-Liên hiệp châu Âu, một hiệp định được xem là sẽ góp phần giúp phục hồi nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hậu COVID-19. Với dân số hơn 500 triệu người, Liên hiệp châu Âu là thị trường nhập khẩu lớn thứ hai thế giới và hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam sau Hoa Kỳ. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên hiệp châu Âu khi có hiệu lực sẽ xóa bỏ hơn 99% số dòng thuế xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường châu Âu chắc chắn sẽ tăng mạnh. Trong báo cáo được công bố ngày 19 tháng 5 vừa qua, Ngân hàng Thế giới ước tính rằng chỉ riêng việc tận dụng các ưu đãi thuế quan trong khuôn khổ hiệp định sẽ có thể giúp GDP của Việt Nam tăng 2,4% và xuất khẩu tăng 12% vào năm 2030, đồng thời giúp 100.000 cho tới 800.000 người thoát nghèo vào năm 2030. Nhưng Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên hiệp châu Âu đã được phê chuẩn trong bối cảnh dịch COVID-19 đang hoành hành trên khắp thế giới và đặc biệt châu Âu vẫn là khu vực có số ca nhiễm cao nhất thế giới. Dịch bệnh này dĩ nhiên sẽ gây khó khăn trong ngắn hạn cho việc thực thi hiệp định, nhưng sẽ tạo cơ hội lâu dài cho trao đổi thương mại giữa hai bên nhờ xu hướng của các nước Âu Mỹ dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang các nước khác, trong đó có Việt Nam, như nhận định của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan khi trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ từ Hà Nội ngày 21 tháng 5 vừa qua. Ban Việt ngữ RFI xin kính chào chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan. Chúng tôi rất cảm ơn bà đã nhận trả lời phỏng vấn hôm nay để nhận định về tác động của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên hiệp châu Âu đối với nền kinh tế của Việt Nam. Thưa bà, trong bối cảnh mà dịch bệnh đang hoành hành tại các nước châu Âu, tình hình này có sẽ gây khó khăn cho việc thực thi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam với Liên hiệp châu Âu hay không ạ? Chắc chắn có, bởi vì cầu tiêu dùng giảm, nhưng một loạt các sản phẩm, rồi nguồn cung cũng bị đứt gãy một số cái, hay là khả năng về tài chính của các doanh nghiệp để đầu tư thì nó sẽ bị hạn chế đi. Những điều đó chúng tôi cũng nhận thức được, cũng thấy và hoàn toàn có thể hiểu được. Tuy nhiên, tôi nghĩ là hiện tượng này nó cũng sẽ chỉ kéo dài trong một thời gian nhất định thôi, nó không phải là lâu dài. Bởi vì về cơ bản mà nói thì Liên minh châu Âu cộng lại vẫn là một nền kinh tế mạnh, là một trong nền kinh tế mạnh nhất thế giới. Cho nên là dần dần sẽ vượt qua được cái thách thức lần này và điều chỉnh lại. Và khi điều chỉnh lại được tốt ấy, thì cái sức mạnh mới bật lên tôi tin là còn lớn hơn. Ví dụ như khi bớt được cái sự lệ thuộc vào Trung Quốc mà Liên minh châu Âu điều chỉnh lại chuỗi cung ứng của mình, chuyển một phần sang các nước đang phát triển như Việt Nam hoặc một số nước khác, thì có thể là chuỗi cung ứng mới nó sẽ bền vững hơn, nó tạo được giá trị tốt hơn và nó tạo được những liên kết vững chắc mà tin cậy lẫn nhau hơn giữa các thành viên mới trong các chuỗi đó, thì từ đó nó làm cơ sở để bật lên được tốt hơn. Nên trong thách thức thì là rất lớn, nhưng chúng tôi cũng nhìn thấy ở đấy một niềm tin ở tương lai nó sẽ tốt lên. Từ những vấn đề hiện nay, khi mà khắc phục được nó sẽ vượt lên. Châu Âu sẽ dần dần ổn định thôi. Và lại hiện nay Việt Nam xuất khẩu chủ yếu là những mặt hàng giá rẻ, những mặt hàng mang tính chất gia công. Trên cơ sở đó nói thật là bản thân Việt Nam không thu nhập được bao nhiêu. Thu nhập của người Việt Nam, giá trị gia tăng của người Việt Nam qua những xuất khẩu đó nó không nhiều. Nên chăng là cùng nhau tìm kiếm những cơ hội mới ở đó thì có thể lượng xuất khẩu giảm đi về số lượng. Chẳng hạn như giày dép ít đi, đồ may mặc ít đi, nhưng mà có những mặt hàng khác có giá trị gia tăng cao hơn thì nó lại là tốt hơn về lâu về dài cho Việt Nam. Vâng, tức là theo bà thì cái Hiệp định Tự do Thương mại với Liên hiệp châu Âu thì nó là một cái đòn bẩy để mà thúc đẩy Việt Nam phải nâng cao cái chất lượng hàng hóa để mà chúng ta tiến tới một cái mức phát triển cao hơn. Vâng, đúng vậy. Và ngay cả đối với tôi, nhiều người cũng coi là đây là một sức ép, một thách thức những quy định như là về xuất xứ chẳng hạn của hàng hóa. Thì trong xuất xứ hàng hóa, Liên minh châu Âu cũng quy định là hàng xuất khẩu chỉ được hưởng lợi ích về thuế, được hưởng thuế ưu đãi khi mà đảm bảo cái giá trị của nội địa hoặc là giá trị cộng gộp nội khối là bao nhiêu, là 30-40%. Thì tôi nghĩ đấy nó là sức ép, nhưng đồng thời nó là cơ hội, nó là động lực để thay đổi. Và nếu như có giá trị của nội địa hoặc là nội khối như vậy, thì lợi ích thực sự nó mới rơi vào tay doanh nghiệp Việt Nam hoặc là doanh nghiệp Liên minh châu Âu. Thì nếu không thì những bên cung cấp, phụ trợ như Trung Quốc họ được hưởng lợi nhiều hơn. Chính những doanh nghiệp mà đã phải chịu sức ép của việc mở cửa thị trường cho bên ngoài vào. Vâng, như vậy là theo bà thì dịch COVID-19 này tuy là nó gây khó khăn trong giai đoạn đầu nhưng mà về lâu dài thì nó tạo cơ hội tốt. Bởi vì hiện nay thế giới đều thấy rằng là các nước phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc cho nên phải điều chỉnh lại cái hướng sản xuất. Và như thế sẽ có lợi cho những nước như Việt Nam. Tôi nhấn mạnh lại là không chỉ có lợi cho những nước như Việt Nam mà có lợi ngay chính những nước như Liên minh châu Âu.
hoặc Hoa Kỳ hoặc Nhật Bản khi họ điều chỉnh lại nữa. Bởi vì cái sự lệ thuộc vào bất cứ nước nào lệ thuộc quá nhiều đều không tốt các sản phẩm của mình. Bài học này thì rất cay đắng với Việt Nam rồi, kể cả những sản phẩm tiêu dùng trên nội địa. Nhiều khi vì hàng rẻ của Trung Quốc mà nó làm cho các doanh nghiệp Việt Nam không còn cơ phát triển được nữa. Thì tôi nghĩ tương tự như vậy cũng là đối với Liên minh châu Âu. Hiện nay thì các nước cũng cần cấu trúc lại kinh tế của mình, cần tạo công ăn việc làm mới cho người dân. Và ai cũng thấy rõ là một xã hội không thể chỉ có những người giàu, không thể chỉ có những doanh nghiệp thật lớn, mà rất cần những doanh nghiệp vừa và nhỏ, những người tạo công ăn việc làm cho xã hội. Bớt sự lệ thuộc vào Trung Quốc đi thì nó tăng thêm cơ hội cho người của nước bản xứ. Như cái sự cay đắng ở Italy chẳng hạn ấy, khi mà để cho ngành may mặc rơi vào tay Trung Quốc quá nhiều, thì những thương hiệu của Ý bán với giá Ý nhưng mà lợi ích là tất cả về tay người Trung Quốc. Tôi tin là hiệp định này thực sự nó sẽ mang lại những cơ hội mới cho cả Việt Nam lẫn Liên minh châu Âu để cùng nhau nâng sự phát triển lên một thời kỳ mới. Và điều đó chắc chắn nó mang lại lợi ích cho Việt Nam rất lớn, khi Việt Nam đang rất muốn chuyển giai đoạn phát triển của mình thoát ra khỏi tình trạng gia công lâu nay vẫn làm, kể cả với đầu tư nước ngoài chủ yếu là gia công dựa trên lao động giá rẻ, công nghệ thấp, về giá trị gia tăng thấp. Thì Việt Nam rất muốn vượt lên trong tới giá trị sử dụng lao động có chất lượng cao hơn, kỹ năng cao hơn, mang lại giá trị gia tăng cao hơn cho nền kinh tế. Một mặt khác thì Việt Nam cũng đang rất muốn thoát khỏi sự lệ thuộc của Trung Quốc. Bởi vì ngoài những nhân tố như các nước khác bị đứt gãy về chuỗi cung ứng, thì Việt Nam còn đang bị thách thức rất lớn về an ninh quốc phòng với những hành động gây hấn càng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Thì trong tình huống đó thì Việt Nam càng mong muốn là thoát khỏi sự lệ thuộc Trung Quốc càng nhanh càng tốt. Nhưng mà muốn thoát khỏi sự lệ thuộc của Trung Quốc thì rất cần phải có những đối tác lớn mạnh của Việt Nam như Liên minh châu Âu hoặc là Hoa Kỳ hoặc Nhật Bản tham gia nhiều hơn nữa. RFI Việt ngữ xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan. Trong báo cáo được công bố ngày 19 tháng 5, Ngân hàng Thế giới cũng nhận định là những lợi ích từ Hiệp định Tự do Thương mại Việt Nam-Liên hiệp châu Âu là cần thiết để duy trì thành quả kinh tế tích cực trong lúc quốc gia đang phải ứng phó với đại dịch COVID-19. Nhưng định chế tài chính quốc tế này nhấn mạnh Việt Nam cần hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao năng lực thực thi để gặt hái đầy đủ lợi ích của Hiệp định Tự do Thương mại Việt Nam-Liên hiệp châu Âu. Cụ thể, theo Ngân hàng Thế giới, Việt Nam cần nâng cao năng lực thực thi ba vấn đề chính, đó là các quy tắc xuất xứ, các biện pháp vệ sinh dịch tễ cho cây trồng và vật nuôi và cơ chế xử lý tranh chấp nhà nước, nhà đầu tư. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho rằng lợi ích từ việc tham gia những hiệp định thương mại thế hệ mới như Hiệp định với Liên hiệp châu Âu và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương sẽ còn lớn hơn nữa nếu Việt Nam thực hiện nghị trình cải cách kinh tế và thể chế toàn diện. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho rằng yêu cầu về quy tắc xuất xứ là một trong những thách thức chính mà Việt Nam đang phải vượt qua. Ngay cả khi sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam, các nhà nhập khẩu của Liên hiệp châu Âu chưa chắc đã công nhận nguồn gốc đó, bởi vì sản phẩm của Việt Nam nói chung còn phụ thuộc nhiều vào nguyên vật liệu nhập khẩu. Báo cáo cho rằng trong các ngành chế tạo, chế biến xuất khẩu chủ chốt, phần lớn đầu vào vẫn nhập khẩu từ các quốc gia khác. Đồng thời, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm chặt chẽ của châu Âu đòi hỏi Việt Nam phải cải thiện các biện pháp vệ sinh dịch tễ một cách minh bạch và nhất quán hơn. Ngoài ra, theo Ngân hàng Thế giới, với việc Hiệp định Tự do Thương mại được phê chuẩn, dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam sẽ tăng thêm, số lượng đơn thư khiếu nại thương mại cũng sẽ tăng theo. Định chế tài chính quốc tế này khuyến nghị Việt Nam nên đẩy nhanh việc hình thành cơ chế xử lý khiếu nại đầu tư một cách hệ thống để xử lý tranh chấp giữa nhà nước và nhà đầu tư. Cuối cùng, báo cáo của Ngân hàng Thế giới cũng khuyến nghị là để tối đa hóa lợi ích của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên hiệp châu Âu, các chính sách hỗ trợ khôi phục kinh tế sau dịch COVID-19 cần ưu tiên các ngành hàng chủ chốt chiếm phần lớn kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường châu Âu. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng ở đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bạo động tiếp tục lan rộng tại Mỹ sau vụ một người Mỹ gốc châu Phi bị chết do cảnh sát mạnh tay. Tổng thống Donald Trump dọa huy động quân đội dập tắt các hành động bạo lực. Lãnh đạo chính quyền Hồng Kông chỉ trích Hoa Kỳ có thái độ bên trọng bên khinh đối với các vụ biểu tình bạo động.
Pháp chính thức bước vào giai đoạn 2 hậu phong tỏa, sinh hoạt trở lại gần như bình thường. Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ dùng oanh tạc cơ B-1 để trị Trung Quốc ở Biển Đông. Theo dòng thời sự, phải chăng tìm vaccine phòng ngừa COVID-19 là một sứ mệnh bất khả? Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin và một điểm báo của Trọng Nghĩa, tạp chí xã hội tuần này Thu Hằng nói về dung dịch rửa tay sát trùng, một phát minh vì cộng đồng. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Nafaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.